Thời xưa luật pháp không có thì giờ cái quánh bây giờ tập mày là vua phải không? Cái lấy cái mão phải không? Mày thiếu mão không? Cái lấy cái gì gai mà đừng uống quấn lại tôi miệng giọng đầu rớt bấu vô là gai chụp hết được không đầu nên vua cái bực rớt ra đó lấy cái roi đánh đập đang ngắt là đánh thê thảm. Sau đó là mới kêu đem ra xử thì dân Do Thái nha, cái này mới là cái bi thảm mà đây là cái tâm lý quần chúng nè. Quý thầy để ý ngày xưa cái dân Do Thái họ cũng là tín đồ Pharisee, họ theo Chúa Giêsu rần rần để được chữa bệnh và nghe giáo lý. Thì ngày nay khi mà Pharisee này giáo phái này kết hợp với La Mã bắt Chúa thì chính họ cũng là người đứng như đấu tố Chúa Giêsu kêu giết đi đúng không? Cũng chính như người đó nên tâm lý của người ta thay đổi vậy. Đây là cái tâm lý rất là lạ mà cuộc đời Chúa làm việc như vậy. Cho nên chúng ta đừng ngạc nhiên khi mà mình đang lên hương, nhiều người đổ xô theo tình thầy, thầy vĩ đại, thầy của con, tới lúc mình mà có cái gì hất hủi cho ta quay lên cái đẹp, tôi biết không đó. Cuộc đời là vậy, lòng người mau phai như cánh hoa. Cuộc đời đi theo năm tháng qua, lòng người mau phai như cánh hoa là vậy. Xin nói chuyện với. Thế là tôi cũng phải suy nghĩ lại tôi. Bây giờ anh chị em còn tới đây chứ mai mốt xuống biết không á. Bây giờ là cha Cát Tường với mốt là thằng Tường à. Đời người là như thế. Chúa Giêsu có bị vậy không? Đó. Ngày Chủ Nhật là nó tung hô Chúa, nó cầm ngành lá vạn tuế trải thảm cho Chúa đi. Nhưng mà tới ngày thứ mấy là giết Chúa đi? Thứ sáu là giết nó đi. Bây giờ cách đây một năm, gần hai năm thì vài chục ngàn người gì cha Long? Bây giờ còn ai không? Bây giờ cha Long đang ở dòng thánh thể, ở trong phòng có một mình. Bao nhiêu người đã từng được cha Long cầu nguyện được ơn, bây giờ có ai biết ổng lại không? Chúng ta thấy đây là cái chuyện mà bình thường. Cho nên sau này mà anh chị em mà bỏ tụi tôi thì tụi tôi coi đó là bình thường. Giống như thầy Thích Chân Quang nói, đời là những cánh hoa mau phai vậy thôi. Thành thử ra hôm nay anh chị em đi đến đây rất là đông, nhưng mà từng sau ít, từng tới ít, từng tới ít nữa là chuyện bình. Đời nó là như thế. Nhưng mà chúng ta không sống như vậy được. Giáo lý của chúng ta là giáo lý độc, độc đáo. Mà hình ảnh mà thuyết phục nhất thế giới đó là hình ảnh rửa chân cho các tông đồ. Và vì chúng ta là môn đệ của Chúa, cho nên chúng ta không thể mà quay lưng lại với những người mà chúng ta đã từng hưởng được. Ví dụ như ở đây tôi không đòi anh chị em theo tôi, nhưng tôi đòi anh chị em ở đời phải có trước và có sao. Ngày nào anh chị em đã từng nhờ cha Long cầu nguyện, bây giờ cha Long đã thất bại, anh chị em có cầu nguyện cho cha Long không? Bây giờ cha Tường còn anh chị em đến, ngày mai này cha Tường thất bại, anh chị em còn cầu nguyện cho cha Tường không? Cái này là tôi không có ép buộc nha, cái này là không ép buộc rõ ràng. Nhưng anh chị em hãy nhớ rằng giáo lý của Chúa dạy mà hãy quỳ xuống mà rửa. Đây là một trong những cái giáo lý mà thuyết phục cả thế giới. Một người làm lớn như vậy mà quỳ xuống rửa chân. Các con kêu thầy là Chúa, mà hôm nay thầy quỳ xuống rửa chân cho các con, thì các con hãy nhớ rằng khi thầy đi rồi các con phải rửa chân cho nhau. Anh chẳng có rửa chân được không? Đó. Hay là đụng tới anh chị em là anh chị em là thị hồ. Chúng ta phải trả lại sự thật ngay chỗ này. Trả lại sự thật ngay chỗ này.